Xin chào tất cả quý bà con đã quay trở lại với kênh A Huy Vlog. Trong những năm gần đây, mít thái siêu sớm, hay còn gọi tắt là mít thái, là loại cây trồng được nhiều bà con nhà vườn quan tâm, bởi cây mít thái dễ trồng, nhanh ăn, giá bán hấp dẫn, mang lại lợi nhuận cao hơn so với trồng lúa. Diện tích trồng mít thái thì tăng lên từng ngày, nhất là ở các tỉnh miền Tây như Tiền Giang, Long An, Hậu Giang và Đồng Tháp. Tuy chỉ mới phát triển trong những năm gần đây, nhưng diện tích trồng mít thái đã vượt qua diện tích của nhiều loại cây ăn trái khác. Theo số liệu báo cáo của Cục Bảo vệ Thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho thấy tổng diện tích trồng mít thái ở các tỉnh phía Nam tính đến thời điểm hiện tại là hơn 40.000 ha. Lý giải về tốc độ phát triển rất nhanh của cây mít thái có thể là do cây mít thái khá dễ trồng, thời gian thu hoạch nhanh, khoảng 1 năm là bắt đầu cho trái. Bên cạnh đó, lợi nhuận của loại cây trồng này mang lại khá cao. Một con mít có thể cho doanh thu từ 20 đến 30 triệu đồng mỗi năm, cao gấp khoảng 5 đến 6 lần doanh thu so với trồng lúa. Thậm chí vào những lúc cao điểm, mỗi trái mít loại 1, nặng trên 20 kg, có thể bán được với giá khoảng 1 triệu đồng. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của một vài năm trước. Chứ còn bây giờ, cả người trồng mít và anh em lái mít đều đang lao đao vì những chiêu trò do thương lái Trung Quốc bày ra. Hiện tại, thương lái Trung Quốc vào trực tiếp, đứng sau điều hành và biết rất rõ thời điểm nào ở Việt Nam có lứa mít thu hoạch rộ, thời điểm nào khan hiếm hàng, cho nên họ liên tục đưa ra các chiêu trò ép giá, khiến các nhà thu mua và cả người nông dân trồng mít thái điều đứng. Thương lái Trung Quốc hiện đứng sau điều hành các vựa thu mua lớn, họ thuê cả thông dịch viên. Vì vậy, càng ngày, họ càng đưa ra nhiều chiêu trò về việc phân loại mít, gây khó dễ để ép giá bà con nhà vườn trồng mít. Cụ thể, trước đây, mít thái loại 1, mít nhất, là trái có trọng lượng từ 9 kg trở lên, cơm vàng, da xanh, trái tròn, không bị méo, vỏ ngoài không bị đen là đạt yêu cầu. Tương tự loại 2, có trọng lượng từ 7 đến dưới 9 kg, loại 3 là từ 5 đến dưới 7 kg. Trong khi đó, loại phía dưới nữa được xếp vào mít chợ. Còn mít kem là những trái cắt bị yếu màu, cơm trắng, chưa đủ tuổi cắt. Tuy nhiên, thời gian gần đây, mít loại 1, ngoài đáp ứng những yêu cầu như nêu ở trên, thương lái Trung Quốc còn đưa ra nhiều tiêu chuẩn khó khăn hơn. Yêu cầu khi gạt đầu trái mít, số lượng muối mít lộ ra phải từ 2, 3 muối trở xuống, nếu từ 4, 5 muối trở lên sẽ bị rớt xuống mít kem. Lý do họ đưa ra là gạt mặt nhiều muối thì cơm của muối mít mỏng, không đạt yêu cầu. Bà con trồng mít thì biết rõ mình bị ép, nhưng cũng không thể làm gì được, đành cắn răng chịu đựng, bán với giá thấp, vì hiện tại mít Việt Nam bị phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Không những thế, gần đây, họ còn đưa ra thêm một tiêu chí phân loại mới, đó là màu trái mít. Những trái mít bị nứt màu thì đa phần bị rớt xuống mít kem. Với chiêu trò phân loại như trên, hiện tại, nếu bà con nhà vườn thu hoạch 1 tấn mít, thì có 80-90% là mít kem, mít chợ, chỉ có khoảng 10-20% là mít nhất, nhì hoặc mít ba. Quy cách phân loại do thương lái Trung Quốc và vựa mít đưa ra để thu mua là như vậy, thì anh em lái mít vào vườn cắt, nếu không muốn bị lỗ, thì bắt buộc cũng phải thực hiện y như vậy. Rốt cuộc, việc phân loại khó thì bà con nhà vườn là người chịu thiệt nhất. Chính việc bị ép quy cách bắt hàng, đưa ra các tiêu chuẩn khắt khe khi phân loại mít, cho nên nhiều bà con nhà vườn, lẫn anh em thương lái vào vườn cắt đều phải chịu cảnh lao đao vì giảm lợi nhuận, thậm chí còn bị thua lỗ. Thực tế cho thấy đây không phải là câu chuyện mới trong ngành cây ăn trái Việt Nam, bởi trước đó, với trái thanh long, dưa hấu đã rơi vào cảnh giải cứu vì bị phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc. Cảm ơn tất cả quý bà con đã dành chút thời gian để xem hết video. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh A Huy Vlog nhé. Hẹn gặp lại quý bà con trong những video tiếp theo.